Hello, xin kính chào các bạn. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn cái thùng rác điện tử. Bên cạnh cái thùng rác là mình có cái máy quạt thổi bằng nước lạnh. Hôm trước thì mình cũng có làm cái clip về về cái máy lạnh này rồi. Cái lý do mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó, ở Việt Nam thời tiết rất là nóng, hay là các bạn ở dưới những cái bang mà vào mùa hè nóng như Texas đó, thì trước khi bạn muốn mua mà bạn phân vân không có biết nó có work không á, thì mình xin chia sẻ với các bạn cái quạt này là nó work không thua gì máy lạnh. Thì những cái ngày mà nóng mà 100 mấy độ, 39 40 độ C đó, thì bà xã của mình bà khen cái máy này á, nó không phải là cái máy thổi nước đá mà là cái máy nó thổi ra nước lạnh. Thì hôm trước mình cũng có làm mấy cái clip rồi, nhưng mà tiện ở đây mình chia sẻ cái thùng rác tự động thì nó nằm kế bên đó, mình muốn chia sẻ để các bạn cứ an tâm mà các bạn mua. Thì cái máy này á, cái tên của nó gọi là Air Cooler, nó không phải là AC mà nó tên là Air Cooler. Thì mình để cái này là để backup, là giống như dự phòng thôi, giống như trong các clip mình khoe với các bạn là mình xài bất cứ một cái gì là mình cũng đều có dự phòng hết. Ở ngoài sau cái này nó có một cái học, thì mình kéo cái học đó ra mình đổ nước. Khi mình mua cái máy này đó thì trong cái thùng họ kèm theo hai cái thùng mũ này. Mình dỡ cái nắp ra, mình bỏ nước đầy vô rồi mình để lên cái freezer của cái tủ lạnh đó. Xong rồi cái ở ngoài đằng sau cái máy á có cái học nước, mình kéo cái học nước ra. Thì mình kéo cái học nước ra thì mình đổ đổ nước vô bao nhiêu cũng được, nửa thùng hay là đầy thùng gì cũng được hết á. Xong rồi mình liện cái cục này vô. Muốn xài một cục thì xài một cục, mà muốn xài hai cục thì xài hai cục. Xài hai cục thì cái độ lạnh nó mạnh hơn là xài một cục. Thì hai cái cục này nè, sau khi mà mình để ở trên cái đông đá đó thì mình thảy vô nước đó, thì nó sẽ làm cho nước lạnh đó. Xong rồi mình đẩy cái thùng lại xong rồi là mình mở tắt nguồn, mở nguồn là cái máy nó chạy rất là lạnh, rất là mát. Thì trong cái lúc mà mình dùng hai cái cục đó đó, thì nếu mà mình muốn có thêm hai cái cục dự phòng á, để khi mà hai cái cục đó nó hết lạnh á, thì mình dùng hai cái cục dự phòng mình thay đổi. Thì hai cái cục này ở trên Amazon họ có bán, đại khái là hai cái thùng mũ, mình đổ nước vô đó, mình bỏ vô cho nó đông lạnh thành nước đá. Còn không thôi mình đi vô Walmart cũng có, hay là tiệm một đồng ở Dollar Tree cũng có đó. Thì cái máy này á, mình mua là nó có luôn cái đờm mút đó. Thì trừ khi nào mà mình ngồi ở tầm xa đó thì mình hãy dùng cái đờm mút, còn mà mình đứng gần gần á, dùng cái tay bấm bấm cũng được á. Thì thường thường á, trước tiên mình bấm á, là mình bấm cái cánh quạt trước, nó bấm này nè. Đó thì ở đây là nó cho mình thấy là hiện bây giờ là cái máy nó đang chạy hai cánh quạt, mà mình muốn nó chạy hơn hai cái cánh quạt á, chạy mạnh hơn nữa đó, thì mình bấm thêm. Xong rồi ở đây nè, nó có cái chữ cooler làm cho cái không khí trong cái phòng của mình nó mát á. Mình lấy cái tay mình bấm vô đây, bấm vô cái chữ cooler á đó. Đó, các bạn thấy không, cooler đó đó. Thì cái quạt ở trong đây nè, nó thổi cái chất lạnh ra. Rất là mát. Đó thì cái máy này á, mình chỉ có dùng khi nào mà trời nó nóng thật là nóng, mà cái máy lạnh của mình mà nó kéo không có đủ công sức, nó không có như ý mình á,
thì mình mở cái máy này lên là nó đánh phụ đó. Đánh phụ thì những cái ngày mà như là 39 40 độ C á, là trong cái phòng của mình nó rất là mát, là nhờ cái máy này. Bà xã của mình bà cũng khen, thì cái máy này nó tên là cái máy air cooler chứ không phải là AC. Còn cái máy lạnh đó là nó gọi là portable AC. Cái kia thì các bạn phải cần gắn ống đồ, khoan cái lỗ ngoài cửa sổ đồ. Còn cái này nó là cái quạt, nó thổi nước lạnh đó. Muốn chia sẻ là các bạn cứ an tâm, nhiều khi các bạn sợ, các bạn biết không, mua rồi không biết nó có dùng được không, nhưng mà gia đình của mình rất là hài lòng. Thì mình để cái link ở dưới eBay đó, thì các bạn vào các bạn thấy là họ đã bán một số, thì những cái người mà đã mua đó, người ta cũng có viết comment là người ta cũng hài lòng với cái máy này. Còn nếu mà ở bên Việt Nam mà mua cái máy này mà thổi nước ra không á, chỉ có thổi nước ra không á, là nó không có lạnh, nó chỉ có mát thôi đó. Trừ khi nào mà ở bên Việt Nam mà các bạn mua cái máy á, mà nó thổi bằng nước đá, thì cái lúc đó là nó mới lạnh.